Các bạn đang nghe truyện kiếm lai like trên kênh TV Audio CV. Chương 1766, một mình đi về phía nam, 6. Ở thành lục đồng có rất nhiều đồ ăn ngon. Trần Bình An tùy tiện tìm được một tiệm bánh bao, hắn có chút kinh ngạc và vui mừng, mua hai cái, hắn rất thích ăn, rồi lại mua thêm hai cái, đã lâu lắm rồi Trần Bình An mới ăn đến khi cảm thấy đã no được chín phần. Tiệm mới mở, trưởng quầy vẫn còn rất trẻ, là một người trẻ tuổi còn chưa đến tuổi thiếu niên. Công việc làm ăn cũng không tệ. Trần Bình An trên đường từ thành Lục Đồng đến thành Trì Thủy có đi quanh biên giới Hồ Thư Giãn để nghe ngóng một số tin tức, so với nước thạch hào chiến tranh không ngừng, những lời đồn thổi ở đây rõ ràng là càng gần với sự thật hơn. Tại bến và quen thuộc ở thành Trì Thủy, đã hơn nửa năm trôi qua, chiếc thuyền đó vẫn lặng lẽ neo vào bờ. Mặc dù lưu chí mậu của đảo Thanh Hạp đã hoàn toàn mất đi quyền lực, nhưng thân phận là người cung phụng hàng đầu của đảo thanh hạp thì vẫn còn có chút trọng lượng trên đường đến đây hắn để lại con ngựa ở một quán trọ trần bình an đưa cho bọn họ một ít tiền và nhờ quán trọ nuôi nó giúp đó là một ngày hè nhiệt độ vô cùng cao khí nóng dâng cao khắp toàn bộ hồ thư giãn giống như một chiếc nồi hấp lớn thật khó để tưởng tượng lúc hắn rời hồ thư giãn nơi này vẫn là một khung cảnh nước non tuyết trắng mênh mông Trần Bình An một mình chèo thuyền trở về đảo Thanh Hạp. Sau khi dừng thuyền cập bến, vượt qua cửa núi, lão tu sĩ gác cửa đang rất bơ phờ, nhìn thấy tiên sinh phòng sổ sách đã trở lại đảo Thanh Hạp, khuôn mặt vẫn nở nụ cười như xưa. Có vẻ như sự biến mất của đảo chủ Lưu Chí Mậu, Phủ Hoành Ba đổ nát và cả việc chủ tướng của Đại Ly Vung rơi quốc ngựa xuống hồ thư giãn đều hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến cuộc sống nhàn nhã của lão tu sĩ này. Trần Bình An chào hỏi lão tu sĩ gác cửa, trò chuyện vài câu rồi đi mở cửa, cũng không có gì bất thường, ngoại trừ việc đã tích tụ thêm một ít bụi, bởi vì trước khi rời khỏi đảo Thanh Hạp, hắn đã nói rằng ở đây không cần phải dọn dẹp nữa. Trần Bình An đến Phủ Hoành Ba đã trở thành đống đổ nát, thậm chí còn không thể nào xây dựng lại được như trước, hắn đứng ngoài rìa đống đổ nát, trầm mặt một lúc, sau đó mới quay người đi về phía Phủ Xuân Đình vẫn lộng lẫy như xưa. Bây giờ đảo Thanh Hạp đã như rắn mất đầu, còn chương dịp người miễn cưỡng có thể duy trì được đại cuộc cũng đã mất tích, Điền Hồ Quân, đại đệ tử của lưu chí mậu ở trên đảo tố lân với tư cách là một tu sĩ kim đan địa phương vậy mà vì loại chuyện này lại đi bế quan cộng với cố sáng đã mất đi con cá chạch nhỏ đó nhóm người của du cối vốn là những đại cung phụng trên các đảo chư hầu bây giờ đều đã bí mật qua lại với một số đệ tử đích truyền của lưu chí mậu cũng như những người cung phụng trên các đảo chư hầu mỗi người đều có kế hoạch riêng của mình tin rằng trong thời khoảng thời gian này nếu Phủ Xuân Đình nếu không đè đầu Phủ Hoành Ba và Lưu Chí Mậu, trông thì có vẻ nở mày nở mặt nhưng thực chất lại khá gay go. Trời sập, một người trên đỉnh cao, bây giờ Lưu Chí Mậu đã như thế này rồi, tiếp theo sẽ đến lượt ai, mọi người trên dưới Phủ Xuân Đình, cho dù không biết gì về đại cuộc thì trong lòng cũng sẽ hiểu. Mẫu thân của Cố Sáng, bà ta mang theo hai tỷ nữ tâm phúc xinh đẹp và trẻ trung đợi ở ngoài cổng. Nhưng chút tin tình báo như thế này thì Phủ Xuân Đình vẫn phải có. Phụ nhân bước nhanh về phía Trần Bình An và nhẹ nhàng nói, Bình An, sao càng ngày càng gầy đi thế này, trong lòng của Trần Bình An thở dài, nhưng vẫn nở nụ cười nói, ta đã luôn lang thang khắp thạch hào quốc, thường xuyên ăn gió nằm sương, nhưng mà ta cũng đã quen rồi, thật ra cũng không tệ. Cố sáng ở đâu, phụ nhân mỉm cười nói, sau khi ngươi rời đảo Thanh Hạp, nó thích đi dạo một mình trên đảo Thanh Hạp, bây giờ cũng không biết nó đang lang thang ở đâu đó. Non sông dễ đổi bản tính khó dời. Từ khi còn nhỏ nó đã có tính cách đã như vậy rồi. Mỗi lần đến giờ ăn cơm, ta đều phải hét gọi nó thật to mới được, nhưng bây giờ thì không thể rồi, cho dù có hét to thế nào sáng sáng đã đi xa rồi cũng không thể nghe thấy, ban đầu thẩm thẩm cũng có chút không quen. Trần Bình An mỉm cười và gật đầu, vậy thì ta sẽ ở đây đợi hắn. Sau khi chúng ta nói chuyện xong, ta sẽ lập tức rời khỏi hồ thư giãn. Phụ nhân tràn đầy thất vọng, vội vàng như vậy à, Trần Bình An, từng, một tiếng. Phụ nhân trò chuyện với Trần Bình An, chủ yếu là hồi tưởng về những cây đắng và ngọt ngào, những chuyện vụn vặt của ngõ nê bình và hẻm hạnh hoa năm đó, Trần Bình An cũng nói một chút về tình hình hiện tại của Mã Khổ Huyền. Phụ nhân trong lòng tràn đầy cảm khái, nói thật thì bà ta không ngờ rằng một tiểu tử ngốc nghếch từng bị bắt nạt thậm tệ năm đó bây giờ lại có thể thành công đến như vậy chỉ đáng tiếc mã bà 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 mồm miệng xấu xa nhất đó lại không thể nhìn thấy cháu trai của mình sống tốt đẹp ra sao. Bà ta không có số hưởng phúc, nói đến chuyện này, phụ nhân dường như tức cảnh sinh tình, quay đầu lại dùng khăn lụa lau khóe mắt. Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, cố sáng mới chậm rãi trở về Xuân Đình Phủ. Khi nhìn thấy mẫu thân mình và Trần Bình An đang đợi ở cửa, cố sáng dáng người cao bằng một thiếu niên ở đất Bắc, hỗn thế ma vương của hồ thư giãn dễ dàng khiến mọi người quên mất tuổi thật của mình, vẫn không gia tăng tốc độ bước chân. Đi đến cửa, cố sáng chào hỏi phụ nhân, sau đó nhìn thẳng về phía Trần Bình An, nhẹ giọng nói, đã về rồi à, Trần Bình An gật đầu nói, chuyện ở đảo Thanh Hạp ta đã nghe nói rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Phụ nhân đã nhận thức được nên cũng cáo lui và rời đi. Trần Bình An dẫn cố sáng đi về phía phủ hoành ba đổ nát chậm rãi nói, càng hỗn loạn, càng không thể nóng nảy được vì hấp tấp mà phạm sai lầm là chuyện không thích hợp nhất cố sáng gật đầu trần bình an hỏi nguyên viên của đảo hoàng ly đã đi nương nhờ vào đại ly ngươi có biết không cố sáng vẫn gật đầu đã nghe nói rồi trên đời này không có chuyện gì là bí mật cả lần trước sau khi gặp mặt ngươi lữ thải tang không hề đến lấy một lần chỉ có hàng Tĩnh Linh và Hoàng Hạc là đã đặc biệt tới đảo Thanh Hạp một chuyến sau khi Tô Cao Sơn xuất hiện và Lưu Chí Mậu gặp nạn. Hoàng Hạc còn muốn vào nhà của ngươi xem thư nhưng ta từ chối rồi, bởi vì lúc đó sắc mặt của hắn ta trông không được tốt cho lắm. Trần Bình An liếc nhìn Cố Sáng. Cố Sáng cười nói, bây giờ ta đã biết mình không thông minh rồi, nhưng cũng không đến nỗi quá ngu ngốc phải không? Trần Bình An ậm ừ, đừng cảm thấy thất vọng vì những người như hàng Tĩnh Linh và Hoàng Hạc như vậy thật sự rất ngu ngốc đồng thời cũng đừng thất vọng với lữ thải tang như thế cũng không đủ thông minh các ngươi là những bằng hữu thực sự nếu như đã là bằng hữu ngươi phải đặt mình vào vị trí của bọn họ nên suy xét đến hoàn cảnh của đối phương nhiều hơn lữ thải tang cũng có sư môn và trách nhiệm của riêng mình một bằng hữu thực sự nên thông cảm nhiều hơn thế giới rất phức tạp đừng quá mong đợi vào thập toàn thập mỹ có đã là tốt nhất rồi. Nếu không thì cứ giữ lại phần tình cảm này, biết đâu sau này có một ngày sẽ đợi được một tình bằng hữu tốt nhất của mình, đến lúc đó sẽ như một bình rượu ngon, cho dù có uống thỏa thích cũng không muộn. Cố Sáng im lặng không nói, Trần Bình An, bây giờ ta đã nghe lọc lỗ tai đạo lý của ngươi có phải là đã quá muộn rồi không? Trần Bình An lắc đầu nói, vẫn chưa muộn. Cố Sáng nói, nhưng ta vẫn là Cố Sáng như vậy, phải làm sao bây giờ? Trần Bình An nói, cốt được chút nào hay chút đó, thêm một phần đạo lý thì cũng hay được một phần. Hai người không nói chuyện nữa, rồi cứ như vậy mà đi đến đống đổ nát là phủ hành ba cũ. Trần Bình An hỏi, ngươi có muốn cùng ta rời khỏi hồ thư giãn, nhưng vẫn sẽ còn quay lại nữa, giống như ta lần này vậy, cố sáng hỏi ngược lại, vậy còn mẫu thân của ta thì sao, Trần Bình An không trả lời. Hắn chỉ đưa ra sự lựa chọn. Cố sáng lắc đầu nói, ta biết ngươi làm như vậy là vì muốn tốt cho ta nhưng ta sẽ không rời đi ta đi rồi cũng không yên tâm được cho dù ta ở lại đây cũng không có ích lợi gì nhưng ta cứ như vậy mà bỏ đi thì trong lòng ta lại không buông bỏ được ta đã có lỗi với ngươi rồi lại có lỗi với tiểu nê thu nữa ta không thể tiếp tục có lỗi với mẫu thân của mình nữa ta vẫn sẽ không hối hận đâu trần bình an nếu ngươi muốn mắng ta thì cứ mắng đi Trần Bình An cũng không có ý định kiên trì tiếp huống hồ chi là mắng cố sáng. Cố sáng có chút kỳ lạ. Trần Bình An đút hai tay vào tay áo, nhìn cố sáng đang bối rối, nhẹ giọng nói. Trần Bình An đã từng mắng con sên nhỏ trong ngõ nê bình chưa, cố sáng mỉm cười. Cũng bật khóc. Hóa ra là như vậy, đạo lý của Trần Bình An chỉ đơn giản như vậy. Chuyến đi tới đảo Thanh Hạp của Trần Bình An đến vội vã, đi cũng vội vã thật ra cố sáng rời đi hay ở lại đều không liên quan gì đến đại cuộc sự thật là bây giờ trần bình an cũng không thể thay đổi được gì quá nhiều phía sau có một số chuyện bất kể là hành động của tô cao sơn ở đại ly những thay đổi ở hồ thư giãn hay kế hoạch của các tu sĩ của đảo cung liễu chỉ cần trần bình an không muốn rời khỏi trung bộ của bảo bình châu thì cố sáng có ở đâu cũng sẽ như vậy nhưng bản thân cố sáng sẵn sàng ở lại đảo thanh hạp canh giữ phủ xuân đình thì đã là tốt nhất rồi trần bình bình chèo thuyền đi trước khi cập bến thành lục đồng chiếc thuyền đã đi qua phù dung sơn nơi có tổ sư đường đã bị dở nát ban đầu khi rồng lửa xuất hiện vẻ kiêu ngạo ngút trời hoàn toàn không kém gì con chạch lật tung sông núi đó những kẻ có lòng riêng cảnh giới đủ cao ở hồ thư giãn còn lầm tưởng rằng kẻ thù đại đạo của cố sáng đã xuất hiện rồi sẽ nổ ra một trận chiến như nước với lửa nhưng bọn họ không ngờ rằng nhóm người từ vùng ngoài được đồn đại là niêm can lan của đại ly đã chọn dừng lại và rời đi tuy nhiên sau đó cũng có rất nhiều chuyện để người ta phải hóng hớt. Nữ tử mặc áo xanh có mây mù bao phủ đã khơi dậy sự nghi ngờ và suy đoán của người khác. Một thiếu niên kỳ lạ có nốt ruồi ở mi tâm đã hợp tác để giết chết kiếm tu cửu cảnh của Vương Triều Chu Huỳnh. Người ta nói rằng không chỉ xác thịt mà linh hồn cũng bị biến thành thức ăn, đến ngay cả Nguyên Anh cũng bị giam giữ. Điều này có nghĩa là hai vị, lão tu sĩ, với, trông như thiếu niên thiếu nữ, trong quá trình truy sát đã sử dụng rất nhiều sức lực, điều đó càng khiến người ta hoảng sợ hơn vì rằng có sự khác biệt rất lớn giữa việc đánh bại một địa tiên và giết chết một địa tiên sau khi trần bình an cập bến hắn lấy ngựa từ quán trọ rồi lại đi đến cửa hàng trong ngõ sau mua vài chiếc bánh bao nhân thịt vỏ mỏng nhiều nhân ăn một bữa no nê rồi mới vội vã lên đường đến mai dụ quốc quan ải giáp tranh với biên giới phía đông nam của thạch hào quốc tên là lưu hạ cũng khá có tiếng trong lịch sử mỗi người nói một kiểu có người cho rằng vị hoàng đế sáng lập nên vương triều chu huỳnh đã từng cứu được một mưu sĩ của hàng tộc được mệnh danh là thành công một nửa cũng có người nói rằng đó là tu kiếm nguyên anh mạnh nhất trong lịch sử của vương triều chu huỳnh đang suy sụp chán nản không thể ngộ đạo được nữa cuối cùng vẫn không thể trở thành một kiếm tiên thượng ngũ cảnh ông ta đã dùng kiếm khí mạnh mẽ của mình viết hai từ lưu hạ trên vách đá có nghĩa là tiếc núi vì binh bị giải tán điều này làm cho những kiếm tu ở khu vực trung bộ của bảo bình châu và rất nhiều các kiếm sĩ trong giang hồ đều coi quan ải của nước chư hầu này như một nơi thánh địa trong lòng tất cả đều sẽ đến đó nhìn phong thái của hai từ lưu hạ trên vách đá lưu hạ nghĩa là ở lại trước mùa thu trần bình an đội nắng đội gió để đến ải lưu hạ tụ họp lại với tàng dịch và mã đốc nghi đã chờ đợi rất lâu nhìn thấy bóng dáng một người một ngựa quen thuộc của trần tiên sinh mã đốc nghi và tàng dịch rõ ràng là đã thở phào nhẹ nhõm Lúc đầu, hai người cảm thấy cũng khá thoải mái khi không có Trần Bình An bên cạnh. Bên trong hộp tre của tàng dịch lại phải mang theo địa ngục Diêm Tu La. Trong lúc nguy cấp, bọn họ có thể miễn cưỡng mời một vài âm vật động phủ cảnh đã được Trần Bình An, chỉ điểm. Đi lại trong chốn giang hồ của Thạch Hào, chỉ cần đừng rêu rao gây sự chú ý là đã đủ rồi. Vì vậy, tàng dịch và mã đốc nghi ban đầu cũng rất thoải mái, không lo ngại gì, không còn bị quản thúc nữa. Nhưng đi mãi đi mãi thì lại có chút sợ bóng sợ gió, cho dù chỉ là nhìn thấy các trinh sát của đại ly đi lang thang xung quanh, cũng đã rất sợ hãi, lúc đó bọn họ mới nhận ra rằng không có Trần Tiên Sinh ở bên cạnh sẽ rất khác. Có Trần Tiên Sinh ở đây, quả thực là sẽ có quy tắc, một người một quỷ ít nhất cũng có thể yên tâm. Tàng Dịch và Mã Đốc Nghi cũng đã từng nói chuyện riêng với nhau về cảm giác đó, nhưng họ không thể giải thích được nguyên nhân tại sao, bọn họ chỉ cảm thấy hình như không chỉ là vì tu vi của Trần Tiên Sinh cao mà thôi. Ở danh Lam Thắng Cảnh Ải Lưu Hà, bọn họ vừa ngẩng đầu nhìn những dòng chữ lớn như được khắc trên vách đá, hai người bọn họ còn nhạy bén phát hiện ra rằng Trần Tiên Sinh một mình đi đến hồ thư giãn, sau khi trở về lại càng lo lắng, sầu muộn hơn. Trần Bình An cũng nhận ra điều này, hắn suy nghĩ một lát rồi thu hồi tầm mắt lại, thẳng thắn nói với bọn họ, trước khi tới đây, ta lấy hai tấm ngọc bài, muốn gặp tô cao sơn của Đại Ly, nhưng lại không thể gặp được. Tàng dịch không suy nghĩ sâu xa, chỉ là cảm thấy có chút thất vọng thay cho Trần Tiên Sinh nhưng Mã Đốc Nghi biết rất rõ ràng những biến hóa khôn lường trong đó nhất định ẩn chứa nguy hiểm. Trần Bình An cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhẹ nhàng, cười nói, có rất nhiều chuyện, nếu cứ để xa một bên không động đến nó thì cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được đáp án. Chỉ cần đưa ra lựa chọn, sẽ có tốt có xấu, bây giờ chính là kết quả xấu. Không những không gặp được Tô Cao Sơn, có lẽ không đến mức gọi là đánh trắng động cỏ, nhưng nhất định sẽ bị vị chủ tướng của Đại Ly Diêm trong lòng, cho nên tiếp theo chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Nếu trên đường đến Mai Dụ Quốc các ngươi có ai phát hiện ra tu sĩ theo tòng quân của Đại Ly thì cứ giả vờ như không nhìn thấy, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không đến nỗi gặp nguy hiểm tới tính mạng đâu. Mặc dù tàng dịch gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi muôn vàng tâm sự. Nhưng Mã Đốc Nghi lại là một người rộng rãi như trời đất, cười nói, chỉ cần không bị kỵ binh của Đại Ly Sư Tử vồ thỏ, ta cũng chẳng quan tâm, thích nhìn thì cứ nhìn đi là được rồi, những đồng tiền trên người của chúng ta cũng không thể chạy trốn được trần bình an bất lực nói nếu tính cách của hai người mà bổ sung cho nhau một chút thì tốt quá rồi mã đốc nghi trừng mắt nói trần tiên sinh xin đừng có mà ghép đôi lung tung ta không thích tằng dịch đâu đó tằng dịch ngây ngốc cười nhưng hắn ta cũng không dám nói rằng mình cũng không thích mã đốc nghi dưới vách đá chỉ có lác đác một số đội hàng thương từ thạch hào và mai dụ quốc cần phải đi qua quan ải hơn nửa phần lớn đều còn khá trẻ bọn họ hy vọng dùng nơi này làm vốn để khoe khoang sau khi về quay trở lại quê hương còn vài thương nhân và lão giang hồ đã có tuổi đã nhìn thấy hai từ lưu hạ ở trên vách đá vô số lần rồi nên thực sự không thể giữ bọn họ lại được nữa ngay khi ba người nhóm trần bình an quay đầu ngựa đúng lúc một nhóm kiếm khách giang hồ cưỡi ngựa đi tới tất cả đều xuống ngựa tháo bội kiếm xuống kính cẩn hành lễ trước hai chữ trên vách đá một ông lão trong số đó lớn tiếng kể về nguồn gốc lịch sử của di tích này với những đệ tử trẻ tuổi còn lại trong đội ngũ lời nói dõng dặc hùng hồn tất nhiên cũng không khỏi vì những người dùng kiếm như bọn họ mà bù thêm vài lời hay ý đẹp các nam nữ thanh niên nghe đều rất phấn khích tâm trạng kích động vô cùng chắc bọn họ là một môn phái giang hồ nào đó đã rời khỏi sư môn vào giang hồ để tích lũy kinh nghiệm dĩ nhiên là trần bình an có thể nhìn ra được sự nông sâu của ông lão ông ta có nền tảng khá tốt là một võ phu ngũ cảnh, ở một vùng đất chưa hầu có lãnh thổ nhỏ như Mai Dụ Quốc, chắc ông ta cũng có thể xem là nhân vật nổi tiếng trong giang hồ. Tuy nhiên, lão kiếm khách ngoại trừ việc có thể gặp được cơ duyên kỳ lạ, nếu không thì cả đời này sẽ không còn hy vọng lên đến cấp 6, bởi vì khí huyết cạn kiệt, hình như còn mang căn bệnh chưa chữa khỏi, linh hồn đang phiêu lãng, khiến cho bình cảnh ở ngũ cảnh càng ngày càng vững chắc không thể đột phá nổi, chỉ cần gặp một võ phu trẻ tuổi cùng cảnh giới thì chắc chắn sẽ ứng với câu rừng càng già càng cây khi tình cờ gặp nhau ở chốn giang hồ thường thì chỉ là lướt qua nhau thôi nên ba người và ngựa sẽ đi xa dần ông lão quay đầu nhìn về phía bóng lưng của ba người và ngựa một thiếu nữ thon thả lông mày hơi nhướng lên hỏi sư phụ người mặc áo xanh vừa có bội kiếm vừa đeo dao vừa nhìn đã biết là người trong giang hồ của chúng ta hắn ta là một vị cao thủ giấu mình sao ông lão cười nói không phải chỉ cần mặc áo xanh cầm kiếm thì nhất định sẽ là kiếm tiên đâu bọn họ lần lượt lên ngựa và tiếp tục lên đường qua quan ải. Mai Vũ Quốc tương đối ổn định, nhưng Thạch Hào Quốc ở gần đó lại hỗn loạn như nồi cháo heo. Trước đây, có một vị thanh quan liêm chính của Thạch Hào Quốc có quan hệ hữu nghị lâu năm với môn phái của mình đã gửi một bức mật thư nói rằng Thạch Hào Quốc có một hoạn quan chuyên quyền, nếu muốn tiêu diệt tận gốc rễ thì liên lụy đến những người vô tội. Vị trung thần trong sạch nổi tiếng như Văn Đảm Ngự Sứ, ở triều đình của Thạch Hào Quốc đã thú nhận trong thư rằng ông ta sẵn sàng ở lại Kinh Thành, tuẩn tán vì đất nước, để có thể dạy dỗ cho những kẻ mang di của Đại Ly biết rằng ở Thạch Hào Quốc vẫn còn một số thư sinh không sợ chết, nhưng hy vọng rằng những người ngươi giang hồ như bọn họ có thể hộ tống những đứa trẻ của các gia tộc địa phương đi đến Mai Vũ Quốc để lánh nạn, như vậy thì ông ta cũng đã có thể an tâm lên đường rồi. Sau khi vượt qua ải lưu hạ, vó ngựa đã đạp lên lên trên lãnh thổ của Thạch Hào Quốc. Trong thư vị quan viên đó có viết một câu bút tích rất nặng nề, khiến vị lão võ phu giang hồ và các sư huynh đệ khi truyền tay nay đọc đều cảm động vô cùng, cho nên lần này ông ta dẫn đệ tử của mình dấn thân vào nơi nguy hiểm, thúc ngựa xông vào giang hồ, không quan tâm đến điều chi nữa. Hàng thị chất phát, các thiên tử trong lịch sử đều trọng văn nhân, nuôi dưỡng thư sinh 200 năm, chưa bao giờ đối xử tệ bạc với thư sinh. Đời này ta là một thư sinh cũng không thể có lỗi với hàng thị. Ông lão ngồi trên ngựa, trong lòng thở dài, kỵ binh của Đại Ly cũng đang áp sát quân đội của Mai Dụ Quốc, bầu trời rộng lớn, tìm một nơi an toàn cho người dân yên thân, cho các thư sinh an tâm ở lại khó đến vậy như sao, ông lão Giang Hồ vốn quen nhìn với gió tanh mưa máu, thăng trầm bất ổn này sâu trong đáy lòng có một ý nghĩ không thể nói với ai, nếu bọn Mang Di Đại Ly có thể chinh phục được Vương Triều Chu Hình càng sớm càng tốt, sau cuộc hỗn loạn nói không chừng sẽ là một thời đại lập lại an. Ninh và trật tự Cho dù thế nào đi chăng nữa cũng tốt hơn những kỵ binh của Đại Ly, giống như một con dao rạch thành một lỗ hổng cho nước chư hầu chu hình vốn luôn bị dao cùng cắt thịt cắt mãi cắt mãi người chịu khổ sở nhiều nhất còn không phải là dân thường sao chuyện khác thì không nhắc đến nhưng đám man di đại ly đối xử với lãnh thổ của các quốc gia nằm dưới vó ngựa của mình như thế nào ở trên chiến trường chúng không hề nương tay giấc chốc nhanh như chớp nếu như thực sự chuyển tầm mắt về phía bắc toàn bộ phía bắc của bảo bình châu mấy năm gần đây đã tiêu tán bớt khỏi lửa ở phía bắc đại lục vô số người dân chạy nạn đã lần lượt lấy lại được hộ tịch trở về cố hương, các văn quan đại ly đóng quân ở các nơi đã làm rất nhiều việc có thể xem là việc cá nhân. Chỉ là những lời khốn kiếp này đã định sẵn chỉ cần nói ra sẽ là một sai lầm, cho nên ông lão chỉ có thể dùng từng ngụm rượu nuốt ngược vào bụng mình mà thôi. Ở đằng kia ba người đang phi nước đại. Bọn họ vẫn đang giúp đỡ các âm vật quỷ quái hoàn thành đủ loại tâm nguyện khác nhau, tàng dịch và mã đốc nghi phụ trách quầy cháo và tiệm thuốc, nhưng mai dụ quốc vẫn tương đối ổn định, bọn họ cũng không làm gì nhiều thiên hạ hỗn loạn, thế đạo không được tốt, người dân thì lại lơ ngơ chẳng hiểu gì, sợ sệt nhưng bất lực. Nhóm người của Trần Bình An gặp phải một chuyện kỳ lạ bên một con suối hoang vu hẻo lánh, một nhóm người lưu lạc phải vào rừng làm cướp đang chặn đường cướp của thì cao mày nhìn một đạo sĩ trung niên đang nằm trên một tảng đá dưới nước. Đạo sĩ trung niên gầy gò da bọc xương xuất thân từ một bàn môn đạo gia của Vương Triều Chu Hình, hiện tại đang là tu vi động phủ cảnh. Vốn cho rằng thế đạo hỗn loạn, thân là một đạo sĩ, ông ta nên xuống núi cứu giúp chúng sinh, không ngờ lại gặp được một thuật sư mặc đồ đen tinh thông tướng số, quả thật là một cao nhân, kết quả đã xem tướng cho ông ta, nói ông ta là một kẻ đáng thương, số mệnh phải chết trẻ, đói lạnh cả đời. Đạo sĩ trung niên buồn bã vô cùng, bắt đầu ngồi đợi chết. Nhóm mã tặc chạy trốn khỏi thạch hào quốc, vừa hoàn thành một mối làm ăn, kiếm được rất nhiều tiền, bọn họ dừng ngựa bên bờ suối, khi nhìn thấy người kỳ lạ muốn chết như vậy, bọn họ suýt chút nữa đã một đao giết chết đạo sĩ trung niên rồi không ngờ đạo sĩ lại rất vui mừng cầu xin người đó xuất đao nhanh hơn một chút nhưng tên mã tặc trẻ tuổi lại lấn cấn trong lòng không dám dùng đao nữa đạo sĩ đã một lòng muốn chết nên dạy dỗ bọn cướp đã quen cướp bóc đánh nhau với bọn họ một trận còn nói về chuyện phúc họa báo ứng dù sao cũng là một vị thần tiên ngũ cảnh trong mắt người dân dưới chân núi lại là phổ điệp tiên sư dĩ nhiên ông ta có đủ học vấn và tài ăn nói nhưng chẳng những không khiến cho người ta giận quá hóa liều mà lại khiến bọn mã tặc từ ông chủ đến tay sai đều khiếp sợ ai nấy cũng đưa mắt nhìn nhau rồi còn khuyên ngược lại vị đạo sĩ trung niên đó đừng nên coi nhẹ mạng sống thế nên trần bình an mới gặp phải một cảnh tượng như vậy lúc này bọn mã tặc không còn ý đồ giết người cướp cửa nữa huống hồ chi bọn chúng cũng không cho rằng nhóm người ngựa ba người đó dễ bắt nạt nên đã cố tình nhắm mắt làm ngơ còn trần bình an thì lại chẳng quan tâm hắn dừng ngựa rửa mũi cho ngựa nhóm lửa nấu ăn nên làm gì thì làm nấy đạo sĩ trung niên nhìn thấy tên mã tặc không giết mình, thân thể và linh hồn ở trong động phủ cảnh của ông ta nhất thời đã chết rồi nhưng lại chết không được, nên chỉ nằm trên đá chờ chết. Nếu bọn mã tặc có hứng thú với tài sản của ba người đó, đạo sĩ trung niên chắc chắn sẽ ngăn cản, cứ xem như là trước khi chết đã tích lũy được một chút âm đức nho nhỏ, kiếp sau đầu thai tốt đẹp, ít nhất cũng là sống lâu được hơn một chút, tiếp tục tu đạo. Trần Bình An bưng chén cơm trong tay đang ngồi sổn bên bờ sông, ở bên kia cũng đã bắt đầu nổi lửa ăn cơm rồi một tên mã tặc trẻ tuổi nóng tính bắt gặp ánh mắt của Trần Bình An, trừng mắt nhìn Trần Bình An, nhìn cái gì mà nhìn? Chưa bao giờ thấy anh hùng hảo hán ăn uống sao? Một tên cầm đầu bọn mã tặc có lòng tốt đi đến chỗ tảng đá đưa chén cơm cho vị đạo sĩ trung niên, nói rằng cứ chờ chết cũng không phải là cách hay, chi bằng ăn cho no, một ngày nào đó có sấm sét, ông ta đi lên đỉnh núi hoặc dưới đứng dưới gốc cây chờ, thử xem có khả năng bị sét đánh không, như thế mới gọi là chấm dứt. Đạo sĩ trung niên nghe vậy, thấy cũng có lý nên đang suy nghĩ đến việc có cần ra chợ mua một sợi dây xích sắt lớn hay không, chỉ là ông ta vẫn không nhận lấy chén cơm, nói rằng mình không đói và bắt đầu luôn miệng nói chuyện, cố gắng khuyên nhủ bọn mã tặc đã có lòng tốt như vậy tại sao không dứt khoát làm người tốt, đừng làm mã tặc nữa. Bây giờ dưới núi đang hỗn loạn đi làm tiêu sư chẳng phải sẽ tốt hơn sao, tiêu sư, thời cổ đại đất nước loạn lạc, hàng hóa vận chuyển dễ bị cướp bóc nên có nghề tiêu sư chuyên áp tải hàng hóa giúp người khác tên cầm đầu bọn mã tặc đã có vẻ hơi động lòng cầm chén cơm rời khỏi tảng đá dưới sông rồi quay lại nhập hội với nhóm huynh đệ. Trần Bình An cảm thấy thú vị vô cùng. Sau khi ăn xong cơm trong chén, Trần Bình An nhón chân bay về phía tảng đá, hắn mặc áo màu xanh, tay áo phấp phới, cứ phóng khoáng như thế đáp xuống bên cạnh đạo sĩ trung niên. Mã tặc trẻ tuổi suýt chút nữa phun ra một mụn cơm, kết quả lại bị tên mã tặc cầm đầu tác một bạt tay vào đầu. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng nhìn thấy anh hùng hào kiệt trong giang hồ sao? trần bình an ngồi xếp bằng trên tảng đá cười nói vị đạo trưởng này tại sao lại muốn chết đạo sĩ trung niên thật ra là một người lương thiện ông ta nhắm mắt lại nhẹ giọng nói số mệnh đã định phải chết đại đạo đã vô vọng không chết thì còn có thể làm gì nữa trần bình an cười nói đạo trưởng có biết có một quyển chính kinh được cả ba giáo nho phật và đạo vô cùng tôn sùng không a à, chính là cuốn sách cổ được mọi người gọi là quyển kinh đầu tiên của quần chúng đấy có câu nói là đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ cũ nhân độn kỳ nhất, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cũ, nhân độn kỳ nhất, xuất phát từ kinh dịch, thiên địa đại đạo có 50 nhánh nhưng thiên địa chỉ diễn sinh 49 nhánh, thiếu luân hồi đại đạo, nghĩa là thiên đạo vốn đã không đầy đủ, mọi thứ đều có một hy vọng sống. Người ta thường nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, làm hết mình nghe thiên mệnh, việc đời không có tuyệt đối. Một, đại biểu cho biến số, không xác định. Nhân, chính là sinh linh, giống như hiệu ứng cánh bướm, Thậm chí một sinh linh, một chuyện nhỏ bé không đáng kể đã có thể ảnh hưởng đến cục diện của thế giới tương lai. Đạo sĩ trung niên gật đầu, có 50 thiên diễn, nhưng trong đó chỉ dùng có 49 nhánh, cho nên chúng ta mới nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, rồi thiên diễn ra vạn vật. Lão tử viết trong Đạo Đức Kinh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tức là nói đạo là nguồn gốc của vạn vật, như vậy vạn vật xuất phát từ một thể đồng nhất là đạo. Trần Bình An nói, khi ma chướng ập đến người tu đạo sẽ vô cùng khó khăn cho dù trong tay có hàng triệu hùng binh cũng khó có thể đánh đuổi được kẻ thù trong lòng đạo sĩ trung niên ngồi dậy than thở đạo lý ta đều hiểu hết nhưng ta chỉ là một động phủ cảnh tư chất tầm thường làm sao dám hy vọng đại đạo sẽ ở bên ta ta thực sự là run rẩy lo sợ nghĩ tới nghĩ lui đến cuối cùng vẫn không thể vượt qua được rào cản trong lòng chỉ có thể đặt hy vọng vào kiếp sau mà thôi Trần Bình An nhìn thoáng qua tên sơn tặc trên núi, gật đầu nói, quả là như vậy, muốn đánh đuổi kẻ địch trong núi dễ, thì kẻ địch trong lòng thì lại khó, đều như nhau thôi. Đạo sĩ trung niên gượng cười nói, ta xin nhận lấy lòng tốt của ngươi. Một đạo sĩ trung niên gầy gò và một chàng trai hốc hác bèo nước gặp nhau ở chốn núi sông. Hai bên chỉ nói đến đây rồi tạm biệt nhau, không trao đổi thêm gì nữa. Đám mã tặc như được rút bỏ gánh nặng, đặc biệt là tên mã tặc trẻ tuổi, hắn ta cảm thấy vừa rồi mình đã đi dạo một vòng quỷ môn quan. Tàng dịch không thể nào hiểu được tâm tư của vị đạo sĩ trung niên này, sau khi đi ra xa thì hắn ta nhẹ nhàng hỏi, Trần Tiên Sinh, trên đời này có người thật sự bằng lòng chờ chết sao? Trần Bình An gật đầu nói, trên đường tu luyện có đủ loại chuyện kỳ quái. Vị đạo sĩ kia, nếu nói theo lời của Phật gia thì, thì phải tự sát mới có cơ hội bỗng hát. Nếu không, bất kể ngươi có là một vị cao tăng, đại đức thì cũng không thể dùng bổng thành Phật ngay lập tức được mà chỉ khiến người ta ngu ngốc, cứ kêu lên đau đớn. Ừm, hai người các ngươi đã bao giờ nghe nói đến Phật gia công án chưa? Có một vị cao tăng từng nói, trái tim giống như một tấm gương sáng, phải lau chùi thường xuyên tránh để bụi bẩn bám vào. Nhưng một vị khác lại nói, vốn dĩ chẳng có vật gì là không bám bụi cả. Hai cách nói này, các ngươi cảm thấy cái nào đúng hơn, bỗng hát nghĩa là, gậy và quát, là phương thức tiếp dẫn giáo hóa đệ tử của các vị tổ sư trong thiền tông các vị khi tiếp dẫn người học để lớp tuyệt tư duy hư vọng hoặc khảo nghiệm cảnh ngộ thì dùng gậy hoặc quát to tằng dịch lắc đầu nói ta không hiểu những điều này mã đốc nghi cười nói đương nhiên là cái sau đúng hơn rồi trần bình an thể cảm khái nói ý của phật gia có thể cái sau đúng hơn nhưng cái trước lại là một con thuyền mà bất cứ ai trong thế gian mê muội này cũng đều có thể ngồi lên được những người muốn tự mình vượt qua thì phải vứt bỏ măng tre trong tay xuống đứng dậy và lên bờ cuối cùng bước một bước xuống thuyền thì mới có thể nói rằng mình đã ngộ được ý sau rồi. Dần dần ra là nguồn gốc của sự giác ngộ, thật ra trong đây cũng có trình tự trước sau. Con người ở đời tấm gương trái tim là bị bụi che phủ, nếu không được lau sạch sẽ tích tụ bụi bẩn, ảm đã mất đi ánh sáng, làm gì có Phật tử nào sinh ra mà trực tiếp đến được bờ bên kia. Trần Bình An mỉm cười và bổ sung thêm, cả hai câu nói này đều rất hay và đúng. Sở dĩ ta trò chuyện với các ngươi chuyện này vì trước đây khi ta đến Thanh Loan Quốc, trên đường ta nghe thấy các sĩ tử nói về Phật Pháp, ta rất coi thường lời nói của kẻ trước, chỉ tôn sùng mỗi cái sau, cộng với trong một vài cuốn sách linh tinh ghi chép của văn nhân cũng thích che giấu ý xấu đối với cái trước, ta cảm thấy có chút không ổn mà thôi. Mã Đốc Nghi cười nói, trước đây rất kích khi nghe Trần Tiên Sinh nói về Phật gia, nhưng hóa ra đã có xem qua từ lâu rồi. Trần Tiên Sinh thực sự là người có kiến thức viên thâm, khiến ta rất khâm phục mã đốc nghi làm mặt quỷ rồi nói không được rồi bản thân ta cũng không nói tiếp được nữa trần bình an mỉm cười nói điều này chứng tỏ kỹ năng nịnh nọt của ngươi còn chưa đủ sau đó ba người bọn họ nhìn thấy một danh lam thắng cảnh mang theo tiên khí đó là một đầm nước sâu không có chủ vào mùa thu trời đã là vào mùa rét đậm rồi trên tường đá có khắc màu đỏ thẫm một câu bằng tiếng địa phương mà có ra huyện chí cũng không bằng không chứng cổ bích thái cù kim thiếp vĩ vũ công kỵ nhập thu đàm thủy. Ba người nhìn lên và thấy rằng trên tường thực sự có có chút dấu vết màu vẽ, tư thế của con rồng mơ hồ hiện lên, còn đầm nước dưới chân thì xanh biếc, không nhìn thấy bất cứ tôm cá nào. Trích từ bài thơ thần huyền khúc của Lý Hạ. Hai câu trên có nghĩa là con cù long trên bức vách đẹp để cổ kính với cái đuôi như tấm thiếp bằng vàng. Tược thần mưa cưỡi đi vào đầm nước mùa thu. Trần Bình An thu hồi ánh mắt, lại thò tay vào trong đầm nước, Cảm nhận được sự mát lạnh, thì lại đột nhiên nhớ tới lò rèn Nguyễn gia được xây ven sông ở nơi quê nhà, do ông ta thích dòng nước âm u của con sông Long Tu. Đầm nước sâu này thật ra cũng rất thích hợp để tôi luyện lưỡi kiếm, nhưng không hiểu tại sao không có tiên gia kiếm tu nào ở đây tu đạo. Trần Bình An bỗng nhiên rút tay lại, khí lạnh trong nước vốn không hề tinh khiết, nó còn trộn lẫn với rất nhiều khí xấu xa, bẩn thỉu, giống như một mớ hỗn độn, mặc dù sẽ không đến nỗi lập tức làm tổn thương linh hồn, nhưng lại cách hai chữ tinh khiết hơi xa thảo nào nó chính là điều cấm kỵ lớn của các tu sĩ luyện kiếm chắc là lúc trước ở đây đã có chuyện gì rồi đại khái cũng giống như phi ưng bảo và thượng dương đài của đồng diệp châu sau đó trần bình an đi đến mai dụ quốc đi ngang qua các vùng nông thôn và các quận thành sẽ có những đứa trẻ không quen nhìn thấy ngựa sẽ trốn sâu trong những bông hoa lau thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp những giả tu đi du ngoạn trông có vẻ bình thường không có gì kỳ lạ cũng như những đội ngũ đón dâu chiên trống ầm ĩ, náo nhiệt ồn ào trên đường phố của các huyện thành. Sau khi đi hàng ngàn dặm, vượt qua núi sông, nhóm người của Trần Bình An còn vô tình gặp được một di tích mộ hoang mọc đầy cỏ dại, phát hiện ra một thanh kiếm cổ chỉ còn chui kiếm là chưa bị lấp vào trong bi mộ. Không biết là đã trải qua bao nhiêu trăm ngàn năm rồi, kiếm khí của nó vẫn còn dồi dào, vừa nhìn đã biết là một linh khí không tầm thường, nhưng theo năm tháng lâu đời, không hề được ôn dưỡng, nó đã đứng trên bờ vực tan nát. Mã Đốc Nghi muốn mang đi, dù sao nó cũng là vật vô chủ, sau khi mài dũa và sửa chữa, nói không chừng có thể được bán với giá tốt. Nhưng Trần Bình An không đồng ý, nói rằng đây là pháp khí được các đạo sĩ sử dụng để trấn áp phong thủy nơi này nên mới có thể trấn áp tà khí, ác khí, ngăn chặn nó lan rộng ra mọi hướng và trở thành tai họa. Mã Đốc nghi thân là âm vật làm sao có thể không nhìn ra được, chỉ là không quan tâm mà thôi, cô ta bèn cười nói, vậy thì rút thanh cổ kiếm ra nếu thật sự có yêu quái xuất hiện gây rối ở ngôi mộ hoang, chúng ta dứt khoát trừ yêu diệt ma, có được linh khí lại tích lũy thêm công đức, đó chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao, Trần Bình An lắc đầu nói, đã bao nhiêu năm như vậy, mà vẫn còn hỗn loạn không rõ ràng, làm sao ngươi biết không có khó khăn hay khúc mắc gì trong đó, mà đốc nghi có chút than oán, Trần Tiên Sinh cái gì cũng giỏi, nhưng làm việc lại không nhanh nhẹn chút nào. Trần Bình An cười nói, trẻ nhỏ sức lực chưa tốt còn có thể đập vỡ chén cơm và đồ sứ, đó cũng có thể coi là nhanh nhẹn đá mã tặc kia, không phải tàn dịch cũng có thể nói dết là dết sao, cô cũng làm được như vậy, nếu ta muốn làm thì lại càng dễ dàng hơn. Trần Bình An cảm khái nói, nhân tâm tụ một lòng là một việc rất đáng sợ. Trong một ngôi chùa cổ vắng lặng, nếu có một người bước vào thắp hương bái Phật sẽ cảm thấy kính sợ, nhưng nếu ồn ào và đông đúc thì chưa chắc đã cảm thấy sợ nữa. Nói một cách cực đoan hơn một chút, thì người ta hay nói không được tìm vàng trên mặt Phật, nhưng nếu có người cầm đầu thì sẽ nói làm là làm thôi phật diện quát kim ẩn dụ cho việc cố gắng tìm kiếm và cướp bóc từ một nơi không nên bị xâm chiếm hoặc nơi đã bị hạn chế cưỡi ngựa xuyên qua nghĩa trang trần bình an đột nhiên quay đầu nhìn lại và thấy xung quanh không còn người với quỷ nữa có lần hắn dừng ngựa nghỉ bên một hồ nước sâu trong núi tằng dịch nhặt sỏi ném xuống nước mã đốc nghi một mình chọn một nơi vắng vẻ cởi giày thò chân xuống làng nước mát rồi vươn vai khuôn mặt tràn đầy ý cười vừa lúc có chuồn chuồn bay qua bay lại vô tình bay đậu trên đầu cây trâm Mã đốc nghi ngừng cử động, muốn nó ở lại thêm chút nữa. Xa xa có một gã tiều phu trẻ tuổi đang gánh bó củi trên vai, tình cờ đi ngang qua gần đó, dừng bước chân lại, ngỡ ngơ nhìn mã đốc nghi, tưởng nhầm là một vị tiên nữ, thiêu niên đem lòng ái mộ nhưng lại tự thẹn mình thấp kém. Mã đốc nghi đưa tay đuổi con chuồn chuồn đi, quay đầu lại, vươn tay nắm chặt bộ lông cáo ở Thái Dương, định đột ngột mở ra dọa cho thiếu niên nơi thôn giả đó phải há hốc mồm. Kết quả là Trần Bình An ném một viên sỏi vào ngón tay của cô, hất tay cô ra. Mã Đốc nghi giận dữ quay người lại, hai chân đung đưa khiến nước bắn lên vô số bọc nước. Thiếu Niên nhanh chóng bỏ chạy. Hắn ta vốn không định nói cho những người cùng tuổi trong làng biết mình đã gặp được thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp bên hồ, chỉ bản thân mình âm thầm khắc ghi trong lòng là được. Ở một huyện thành phồn hoa, ngay cả Trần Bình An đã quen với những điều kỳ lạ, cũng cảm thấy đã được mở rộng tầm mắt có một thư sinh say bí tỉ đang điên cuồng chạy lung tung, quần áo không che cơ thể, lộ ra phần ngực, bước chân lão đảo, vô cùng hào phóng, bảo thư đồng sách một thùng đầy mực, thư sinh dùng đầu mình như một cây bút để, viết, lên trên đường phố. Ở cuối đường có những nô bộc, xung quanh là những thùng nước chứa đầy nước giếng, chỉ đợi lão gia của nhà mình phát điên xong bọn họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc. Đây thực sự không thể xem là một công việc vất vả được, nhưng lần nào cũng bị mọi người liếc mắt, bọn họ tức giận lão gia đọc sách đến đi này của mình vô cùng nhưng lại không dám lên tiếng. Hỏi thăm dân chúng thì biết được hóa ra hắn ta lại là một huyện úy, có danh tiếng và địa vị. Trần Bình An dẫn ngựa dừng lại trên đường, chỉ nhìn thấy huyện úy kiệt sức ngã phịch xuống đường, quay đầu lại thì thấy thanh niên toàn thân nồng nặc mùi rượu, khắp người dính đầy vết rượu và vết mực, cực kỳ quá dị. Chỉ nhìn thấy hắn ta ra sức đập mạnh hai tay xuống đường, cười lớn, ta dùng thư pháp để tôn kính thần linh, dám hỏi thần linh có gan chỉ điểm ta một chút hay không? Các bậc thánh hiền thiên cổ ở đâu? Đến đây, đến đây, uống một trận no say với ta, chàng trai đột nhiên than thở. Ta từng chứng kiến công chúa và người gánh hàng giành đường nơi kinh thành, vô tình hiểu được ý thật sự của thư pháp. Ta nhìn thấy công chúa ôm hoa trong chùa, lại hiểu được thần ý của thư pháp. Công chúa điện hạ, người nhìn xem những chữ ta viết cho người đi chứ. Tàng dịch ngạc nhiên nói, Trần Tiên Sinh, cả này viết cái gì thế? ta không đọc được một chữ nào cả. Trần Bình An nhịn cười, chỉ về phía đường phố, nhẹ nhàng nói. Nó được viết bằng thể cuồng thảo, dạng thơ khuê oán còn về nội dung của dòng chữ thảo thì mới viết một câu là Song Sa Minh Nguyệt Thấu, Thu Ba Kiều Dục Lưu, Giữ Quân Đồng Ẩm Đồ Mi Tử. Đại khái giống như hắn đang dùng giọng điệu của nữ tử mình yêu, tự viết một bài thơ tình cho mình. Nhưng những chữ này viết rất tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa ta chưa bao giờ thấy chữ thảo đẹp đến như vậy, ta đã từng thấy những cao thủ chữ khải, chữ hành, nhưng chữ thảo đạt đến cảnh giới này thì lại là lần đầu tiên đấy. Thơ khuê oán, là thơ do các thiếu nữ trong khuê các chưa xuất giá viết để oán thang, bày tỏ nỗi buồn, có khi là do các nam thi sĩ dùng giọng văn nữ để viết. Song Sa Minh Nguyệt Thấu, Thu Ba Kiều Dục Lưu, giữ quân đồng ẩm đồ mi tử, ý đại khái là vần trăng sáng chiếu qua tấm màn cửa sổ, mùa thu nhẹ nhàng trôi qua, cùng chàng uống rượu ủ lâu ngày, cuối cùng trần bình an nói đừng nghĩ rằng tên huyện úy đang khoác lác lung tung chữ của hắn thực sự có thần ý cũng là vì linh khí ở đây rất yếu môn thần ma quỷ không thể tồn tại lâu dài nếu không chúng ta thật sự phải xuất hiện cúi đầu chào hắn ta rồi đấy trần bình an đột nhiên cười dẫn ngựa sải bước về phía tên mọc sách đang say bí tỉ nhã ở trên đường đôi mắt si tình long lanh đi thôi chúng ta đi mua bản chữ mẫu của hắn có thể mua bao nhiêu thì cứ mua mối làm ăn này chắc chắn sẽ có lời so với việc cái ngươi vất vả đi nhặt nhạnh thì còn hơn gấp nhiều lần nhưng tiền đề là chúng ta phải sống hơn trăm năm vài trăm năm mới được tằng dịch và mã đốc nghi đưa mắt nhìn nhau cảm thấy trần tiên sinh chắc chắn cũng đã mất trí và phát điên rồi trần bình an đi tới bên cạnh thư sinh đang nằm ngửa ra đó cười hỏi ta có rượu ngon không kém gì rượu ủ của tiên nhân ta có thể mua vài chữ của ngươi được không ánh mắt của nam tử đã say đến mơ màng lắc đầu cầu xin ta à, Trần Bình An mỉm cười gật đầu, cầu xin ngươi. Nam tử chợt đau đớn hòa khóc, nói, ngươi không phải công chúa điện hạ, ngươi cầu xin ta thì có tác dụng gì? Ta cần ngươi cầu xin ta làm gì? Đi đi đi, ta không bán chữ cho ngươi, một chữ cũng không bán. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía mã đốc nghi, khi sự chú ý của mọi người dời đi, hắn búng tay một cái, từ vật chỉ xích lấy ra một bình rượu thủy tỉnh tiên nhân, nới lỏng dây cương ngựa, mở phong ấn bùng, ngồi xổm xuống, đưa bình rượu ra cho thư sinh và nói, muốn bán hay không thì uống thử rượu của ta rồi hẳn nói. Nếu sau khi uống rồi mà ngươi vẫn không muốn thì cứ coi như là ta kính dòng chữ thảo mà ngươi đã viết trên đường phố. Nam tử ngồi dậy, cầm lấy vò rượu, ngẩng đầu nuốt rượu, uống hết một hơi, vứt chiếc bình rỗng đi, loạn choạng đứng dậy, nắm lấy cánh tay Trần Bình An. Còn rượu không? Trần Bình An mỉm cười và nói, còn, nhưng không còn nhiều đâu. Nam tử vui vẻ nói, đi thôi, chúng ta đi đến nhà thự rách nát đó đã. Ta sẽ viết chữ cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu cũng được, miễn là có đủ rượu, mã đốc nghi đảo mắt. Cốt cách của người đọc sách đâu rồi, tàng dịch chơi vui mừng, hiếm khi thấy Trần Tiên Sinh có tâm trạng vui vẻ đến như vậy. Khi họ đến nhà thự, thư sinh để đóng sách lộn xộn trên thư án ra, bảo thư đồng lấy một ít giấy tuyên trải ra, rồi ở bên cạnh mài mực, Trần Bình An đặt một vò rượu vào bên cạnh tay của thư sinh. Trên tường là những dòng chữ thể thảo nguệt ngoạt mà ngay cả bản thân thư sinh sau khi tỉnh rượu lại cũng không thể nhận ra được. Thư sinh ở hơi rượu, hỏi, nói đi, ngươi muốn một kẻ khùng điên như viết cái gì? Tặng cho vị tướng quân, hay công khanh biết nhìn hàng nào? Quên đi, ta cũng không muốn biết, ngươi muốn viết cái gì không quan trọng, ta muốn viết gì thì sẽ viết nấy. Đặt bút xuống tạo thành mây khói, cả hội trường tràn ngập mưa gió. Thư sinh thực sự là muốn viết gì thì viết, Thường là đặt bút xuống sẽ viết liền tù tì vô số chữ, khiến tàn dịch nhìn mà cứ luôn cảm thấy cuộc giao dịch này lỗ nặng rồi. Cuối cùng, vị thư sinh vốn tủ lượng của không tồn phẩm chất sau khi uống rượu thì không tốt mấy, sau khi đã viết hàng chục bản chữ đủ loại kích cỡ khác nhau, thì đã hoàn toàn say mềm, ngã xuống đất không ngồi dậy nổi nữa. Trần Bình An đã tiêu tổng cộng 5 bình rượu Thủy tỉnh Tiên Nhân, rượu Quế Hoa của Thành Lão Long và rượu Ô Đề của Hồ Thư Giãn. Sở dĩ hắn ta có thể uống nhiều như vậy không phải vì thư sinh có tủ lượng lớn như biển cả mà là do hắn ta chỉ uống được chưa tới nửa bình, hơn nửa bình còn lại đều bị đổ ra ngoài. Trong mắt Mã Đốc Nghi đang đau khổ vô cùng thì đó thật sự chính là lãng phí của trời. Trần Bình An thu gom xong chữ viết thì rời khỏi nha thự. Ba người dẫn ngựa rời đi, Mã Đốc Nghi không khỏi hỏi, chữ đẹp thì ta có thể nhìn ra được, nhưng thực sự có đẹp đến thế không? Những rượu tiên này đáng giá rất nhiều tiền tuyết hoa, nếu quy ra thành bạc, một cặp chữ thảo thật sự đáng giá ngàn lượng bạc sao trần bình an có được chứ viết thì trong lòng vui vẻ vô cùng cứ như bản thân hắn cũng đã uống quá nhiều rượu vô cùng chắc chắn nói các ngươi không tin à vậy thì hãy đợi đi tương lai một ngày nào đó các ngươi lại đến đây con phố này nhất định sẽ nổi danh bốn phương hàng ngàn năm sau cho dù thư sinh đó đã qua đời cả huyện thành này cũng đều sẽ được hưởng vinh danh theo được đời đời ghi nhớ Ba người và ngựa chậm rãi rời khỏi huyện thành nhỏ này. Lúc này, người dân trong huyện thành chỉ coi huyện quý sách mọc sách như một trò đùa, nhưng bọn họ không biết rằng các bậc thầy thư pháp và vô số văn nhân mặc khách thế hệ sau sẽ ghen tị với họ đến mức nào vì có vinh dự được tận mắt nhìn thấy phong thái của người đó. Trung thu năm nay, mọi gia đình ở xứ Mai Dụ đều được đoàn tụ với người thân. Còn ở bên phía Thạch Hào Quốc thì hơi khó nói. Tết Trung thu năm sau, nói không chừng mai dụ quốc sẽ rơi vào tình trạng ảm đạm của thạch hào quốc bây giờ trong vùng núi hoang dã có rất nhiều quái vật lại một mùa thu chuyển sang đông khi trần bình an chuẩn bị kết thúc chuyến đi đến mai dụ quốc lại đã đến lúc nên quay trở lại về hồ thư giãn một ngày nọ ở một sườn núi xa xôi hiếm có người ở dựa vào thị lực xuất chúng của mình hắn đã nhìn thấy ở một vách đá cao có một con vượn già trong rách rưới tả tơi toàn thân đang bị cuốn chặt bằng xích sắt nó cũng cảm nhận được ánh mắt của trần bình an con vượng già hung dữ, nghe răng nghe lợi, tuy không gầm gừ hay la hét nhưng khí thế hung bạo của nó lại khiến người ta phải hoảng. Sờ! Gần con vượng già có một hang đá được con người khai phá, khi Trần Bình An nhìn về phía đó, có người đứng dậy và đối mắt với Trần Bình An, đó là một hòa thượng trẻ gầy gò, hòa thượng chấp tay, lặng lẽ hàng lễ với Trần Bình An. Trần Bình An cũng bắt chước hòa thượng cúi đầu vào chấp tay, nhẹ nhàng chào lại. Mã Đốc Nghi tò mò hỏi, sao thế, trần bình an lắc đầu không nói gì mãi cho đến khi bước ra khỏi dãy núi trần bình an mới nói ở đó có một vị cao tăng có nghị lực phi thường đã khuất phục được một con vượng ngang bướng bị tâm ma hiển hóa mã đốc nghi chặt lưỡi kinh ngạc nói nếu như thật sự có thể hiển hóa tâm ma vậy vị hòa thượng này không phải là một địa tiên sao trần bình an gật đầu là một cao nhân thế ngoại trong hang động đó vị hòa thượng trẻ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn rồi lại đứng dậy bước ra khỏi hang đi ngược chiều gió lơ lửng trong không trung nhìn con vượng già đang dần bình tĩnh lại trong ánh mắt của nó rất phức tạp có sự lo lắng giận dữ hận thù cầu xin đáng thương chế giảo vân vân hòa thượng quay đầu lại nhìn dường như có chút nghi ngờ không hiểu tại sao hôm nay tâm trí của nó lại lạ đến thế này trước đây hắn ta từng gặp tu sĩ địa tiên cưỡi kiếm cửa gió nhưng nó chưa từng nhìn thêm một cái nào nữa vị hòa thượng trẻ như đã nhận ra điều gì nở một nụ cười rồi lại cúi đầu chắp tay lại niệm phật rồi quay trở lại hang đá tiếp tục ngồi thiền một tu sĩ lớn tuổi với vẻ mặt thờ ơ và đôi mắt trầm lặng xuất hiện trong nghĩa trang nơi thanh kiếm cổ được cắm vào trong tấm bia mộ dưới mặt đất âm khí quanh quẩn ngay cả khi bọn chúng nhận ra rằng rất có thể ông ta là một vị địa tiên âm gian những âm vật lệ quỷ nấp thân trong rễ núi vẫn khó thay đổi bản chất những linh hồn tà ác đang tụ tập cố gắng lao ra khỏi mặt đất tuy nhiên mỗi khi có một lệ quỷ nổi lên thì kiếm khí sẽ ngay lập tức rơi như mưa, dưới đất vang dội tiếng trên khóc. Lão tu sĩ đương nhiên không sợ những thứ âm vật này, chỉ cao mày tự nhủ, kỳ lạ thật. Bọn chúng không sợ khí tức kim đan trên người mà ta đã cố ý lộ ra, mà lại sợ một thiếu niên không đâu vào đâu à, hiếm khi được nghỉ chân trong một quán trọ tiên gia. Mã đốc nghi ngã người vào chăn nệm mềm mại, vẻ mặt say sưa, có thể chịu đựng gian khổ nhưng cũng có thể hưởng được phúc. Tăng dịch lại không cảm thấy có gì, đang một mình ở trong phòng tu hành. Trần Bình An yêu cầu quán trọ tiên gia lấy cho mình một tờ công báo của tiên gia, những người trong triều đình của Mai Dụ Quốc cũng đã bắt đầu tranh luận, nhưng nội dung cuộc cãi vã không phải là liệu họ có nên ngăn chặn bọn Mang Di Đại Ly hay không, mà là làm thế nào để bảo vệ lãnh thổ. Phải biết rằng đây là quyết định của quân và thần tử Mai Dụ Quốc đưa ra trong tình thế nguy hiểm khi kinh thành của Thạch Hào Quốc đã bị phá hủy. Còn triều đình của Thạch Hào Quốc hỗn loạn cuối cùng đã chào đón một hoàng đế bệ hạ mới, chính là phiên vương hàng tĩnh linh có mỹ danh là hiền vương phụ thân của hoàng hạc vị đại tướng biên quan đã không để mất một binh một tốt nào trên chiến trường một phát trở thành võ tướng đứng đầu của thạch hào quốc hoàng hạc với tư cách là người đồng cam cộng khổ của tân đế hàng tĩnh linh trong lúc khó khăn cũng đã được sắc phong một bước trở thành lễ bộ thị lan phụ tử cũng chung một triều cùng một đám đông con cháu gà chó lên trời của hoàng thị cùng nhau nắm chuyện triều chính vinh quang vô tận từ kinh thành của thạch hào quốc đến đây có vô số văn quan võ tướng đã thản nhiên lao đầu vào chỗ chết, cho dù chỉ là một việc nhỏ như dán các môn thân của các nước khác trước cửa nhà, bọn họ vẫn không bằng lòng làm theo. Một số con cháu trong gia tộc không muốn bị lão gia nhà mình giết chết đã lén dán hình của lão tổ hai họ của đại ly viên tàu, một số khác thì còn nhẫn tâm hơn, dứt khoát trói gia chủ lại để tránh chạy đi xé hình môn thần, còn bị bọn họ lớn tiếng mắng là con cháu bất hiếu, đã có lỗi với tổ tiên rồi. Tất cả chúng sinh cây đắng ngọt bùi đều tự mình nếm trải. Trong tờ công báo tài viết tuyệt vời này, những chuyện nhỏ nhặt được xem như những đề tài chuyện phím lúc trà dư tử hậu, nhưng khi rơi vào tay những môn hộ này, lại là từng chuyện lớn liên quan đến sống chết, những bi kịch nhà tan cửa nát bị đuổi đi nơi khác. So với thạch hào quốc không quá bắt mắt này, hồ thư giãn lại càng chấn động trời đất, khiến người ta phải kinh hoàng hơn. Đầu mùa thu năm nay, Tô Cao Sơn đã bắt đầu truy cứu trách nhiệm những chuyện xảy ra trước kia. Những ngọn núi của hồ thư giãn do đảo Lập Túc, đảo Hoàng Ly, Thanh Chủng, thiên mụ và các đảo khác dẫn đầu đều lần lượt đầu hàng tống thị của đại ly sẵn sàng giao nộp một nửa gia sản cũng như quyển phổ điệp tổ sư đường có ý nghĩa vô cùng quan trọng tô cao sơn tổ chức yến tiệc tại phủ đệ của phạm thị ở thành trì thủy chỉ là được đặt dưới danh nghĩa của mình ông ta đã cử một vị võ tướng dưới trướng chỉ tầm tam phẩm và một số tu sĩ tòng quân được điều từ quân ngũ của các nơi khác nhau phụ trách lộ diện đi chiêu đãi quần hùng cho dù một chút mặt mũi thôi mà tô cao sơn cũng không vui lòng cho bọn rắn độc đang ngoan ngoãn ỉ lại vào hồ thư giãn trần bình an hoàn toàn không có gì ngạc nhiên trước đó hắn dùng tấm thẻ bài cùng phụng và thái bình vô sự bài của đảo thanh hạp để gửi lời mời tới kỵ binh của đại ly nói rằng muốn gặp vị chủ tướng cuối cùng tô cao sơn đã phản hồi rất dứt khoát khi hắn ta đích thân nghe thấy lời nói của vị đại tướng quân đó thì chỉ nói ra có hai chữ cút đi chưa kể đến việc máu điên nổi lên hay sẽ nhẫn nhịn, Trần Bình An chỉ có chút bất lực mà thôi. Về phần đảo Thanh Hạp, đã mất đi lưu chí mậu trấn giữ nhưng cũng không cam lòng chịu thua, với thế lực của Điền Hồ quân đảo Tố Lân, Kim Đan Du Cối đứng đầu, cũng như một số tu sĩ Kim Đan đủ mạnh để hô mưa gọi gió hồ thư giãn. Thế nhưng trong bữa tiệc tại phủ đệ của Phạm Thị ở Thành Trì Thủy, vị trí của bọn họ đã không ở phía trước nhất, thậm chí còn không bằng đảo Thiên Mụ. Đây chính là sơn trạch giả tu của Hồ Thư Giản dám chiến đấu hết mình, có thể thừa nhận thất bại. Khi cục diện tốt đẹp, có thể làm lão tổ tông, khi tình thế xấu đi cũng có thể làm con cháu. Trần Bình An suy đoán cũng có một ít tu sĩ trên đảo không bằng lòng hai tay dân hiến một nửa gia sản của mình, tuy nhiên chắc là không cần kỵ binh của Đại Ly và các tu sĩ tòng quân ra tay. Những thế lực bên trong như đàm nguyên nghi của đảo Lạp Túc, cặp đạo lữ kim đan của đảo Hoàng Ly cũng sẽ giúp Tô Cao Sơn giải quyết mọi, rắc rối nhỏ, làm gì cần tô đại tướng quân phải hao tâm khổ não, bọn họ sẽ vui vẻ giao những cái đầu và tài sản trên đảo đó làm quà biếu cho tô cao sơn mà thôi. Nhưng nguyên nhân then chốt dẫn đến thành công như đao chém đậu hũ của Tô Cao Sơn ở Hồ Thư Giãn không chỉ nằm ở chiến tích hiển hách của đoàn kỵ binh của ông ta, mà còn có sự bằng mặt không bằng lòng, gió chiều nào theo chiều nấy của các giả tu trong Hồ Thư Giãn. Thật ra còn vị chủ tướng Tào Bình với khí thế như trẻ tre cũng đóng vai trò rất quan trọng, đương nhiên điều quan trọng nhất là tin đồn Tống Trường Kinh, Phiên vương của đại ly sẽ đích thân phò tá một hoàng tử tống thị đi thị sát vùng biên giới nơi kỵ binh dưới quyền của tào bình và vương triều chu huỳnh đang đối đầu với nhau. trần bình an đặt tờ công báo xuống, hai tay ủ trong tay áo và chìm vào trầm tư. hiện tại vẫn chưa có tin tức chính xác lưu chí mậu còn sống hay đã chết thê thô lẻ thường mà nói, chắc là tô cao sơn vẫn sẽ ráng lôi kéo một đại tu sĩ biết đánh giá tình hình hiện tại như lưu chí mậu hơn, huống hồ chi lưu chí mậu còn có thể xem là một nửa người nhà vì đã nương nhờ đại ly sớm nhất vấn đề nằm ở nhóm tu sĩ bên ngoài trên đảo cung liễu mà lưu lão thành mô tả là mặt mũi khó ưa nhưng thân phận của bọn họ vẫn chưa rõ ràng xem ra nhóm người này đang quyết định sự sống chết và vinh nhục của lưu chí mậu rồi thậm chí ngay cả lưu lão thành cũng chỉ có thể kìm nén mà thừa nhận khiến cô cao sơn sẽ không thể nào theo hoa trên gấm vào công trạng của mình dễ dàng tranh giành được một vị cung phụ nguyên anh cho đại ly được lai lịch đúng là không tầm thường trần bình an xoa xoa lông mày chẳng lẽ là đồng diệp châu đã bị tổn hại nguyên khí nghiêm trọng nghiến răng hạ quyết tâm và chuyển đến hồ thư giãn sao nhưng chuyện này đòi hỏi phải trả một cái giá rất 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 lớn tu sĩ có thể ô ạt rầm rộ di chuyển đến châu khác nhưng núi non không khí đã luân chuyển hàng ngàn năm trong địa phận quản lý của đồng diệp tông bọn họ không thể mang theo được khi nói đến cuộc đại di cư giữa hai châu ngoài linh khí của động thiên phúc địa ra có thể nói là những thứ khác đừng có mà mơ đến hơn nửa động tỉnh lớn như vậy lòng người của đồng diệp tông đã sớm phân tán rồi trong quá trình di cư hổ sói nhìn chằm chằm nhất định sẽ cắn xé miệng thịt mỡ còn nhắc đến đại đạo cho dù có là một tông môn không thiếu chính khí như phù kê tông của thái bình sơn chỉ cần đã quyết định ra tay thì nhất định sẽ không mềm lòng huống hồ chi các tu sĩ của đồng diệp châu ai cũng kiêu ngạo cả đã quen làm chấp ngu nhĩ của tiên gia đại châu liệu bọn họ có thể cam lòng chạy đến bảo bình châu nhỏ bé cắm rễ thậm chí còn có thể phải ăn nhờ ở đậu tống thị của vương triều thế tục ở đại ly chấp ngu nhỉ, thời cổ khi các chư hầu lập minh ước, người lập minh sẽ đích thân các tai trâu lấy máu để từng người nếm qua. Về sau dùng, chấp ngu nhỉ, tượng trưng cho ở vào địa vị lãnh đạo một phương diện nào đó, ý là đứng đầu. Nếu là phù kê tông thì dường như có vẻ hợp lý hơn. Nhưng hành động của đám tu sĩ đó đối với lưu chí mậu, đặc biệt là âm mưu nhỏ, bụng giấu cả bồ dao găm của bọn họ dành cho ông ta lại không hợp lý. Trần Bình An đứng dậy đi tới bên cửa sổ, Quán trọ tiên gia này được xây dựng bên bờ sông, tầm nhìn rộng rãi, khung cảnh ngoài cửa sổ là nước sông nhấp nhô, thuyền bè qua lại lọt vào tầm mắt nhỏ bé như những hạt bắp. Mạng lưới sông ngòi của Mai Dụ Quốc đang xen nhau, sông ngòi trải rộng, đây có lẽ là một trong những lý do khiến triều đình dám tự chiến. Trên sông có một đoàn tàu chiến dài đang chậm rãi đi ngược dòng, tuy nhiên mặt nước mênh mông, cho dù có hàng ngàn người cầm cờ nhưng vẫn chỉ bằng một phần nhỏ của một con tàu chiến khổng lồ. Trần Bình An đang nằm úp sấp trên bệ cửa sổ, Tàng Dịch và Mã Đốc Nghi cũng nhanh chóng đi đến, nói rằng họ muốn đến thăm miếu thủy thần trên sông Xuân Hoa, người ta nói ở đó cầu ước rất linh, vị thủy thần lão gia đó cũng rất thích treo chọc người thường. Trần Bình An không có hứng thú nên bảo bọn họ tự mình đi dạo miếu đường đi, nhưng lại nhắc nhở Mã Đốc Nghi rằng sau khi bước vào địa giới của miếu đường, dù sao cô ta cũng là ma quái khoát gia cáo, vẫn nên cáo lỗi trước, bày tỏ ý định của mình với miếu thủy thần trước, nếu không thì sẽ phạm phải quy định, ví dụ như lỡ xúc phạm đến thần linh sông núi, xảy lên xung đột, bọn họ sẽ bị đuối lý, đến lúc đó hắn chỉ có thể bồi thường và xin lỗi để giải trừ tai họa. Dù sao thì khoản tiền thần tiên đó, Mã Đốc Nghi và Tàng Dịch phải tự mình trả, không thể nào đổ lên đầu của Trần Bình An được. Mã Đốc Nghi cười nói, "Ta biết rồi, đã đi đến một nơi giang hồ xa như vậy mà Trần tiên sinh còn phải cầu nhau mấy quy tắc nho nhỏ nữa sao?" Trần Bình An không biết cười hay nên khóc. Một nơi giang hồ xa đến như vậy, ngươi và tàng dịch đến hôm nay chỉ vừa đi qua lãnh thổ của hai nước chư hầu mà thôi. Tuy nhiên, Trần Bình An không nói điều này mà vẫy tay, ra hiệu cho họ ra ngoài chơi đi. Nếu không sẽ khó tránh khỏi việc lại kích mã đốc nghi nói thêm vài câu nữa. Chỉ là khi tàng dịch đang đóng cửa, Trần Bình An đã lấy hồ lô dưỡng kiếm ra ném cho tàng dịch, nói rằng để đề phòng thôi. Tàng dịch đương nhiên là vui mừng không xiết, nhưng vừa đóng cửa xong, mã đốc nghi đã giật lấy, treo ở bên hông mình tăng dịch đành chịu. Trần Bình An hiểu ý mỉm cười. Nam tử nhường nữ tử, kẻ mạnh nhường cho kẻ yếu, chẳng phải là điều tự nhiên, nhưng đồng thời đó không phải là một cử chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống bố thí đó sao? Đây là chuyện bình thường, hiển nhiên đến như vậy sao? Chỉ trong thế giới này, mọi việc mới có thể dần dần không còn sai trái nữa, từ từ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hàng vạn kiến thức đạo lý vẫn cần phải được đưa trở lại trật tự. Nếu đi nhiều hơn một chút sẽ đi được xa hơn suy nghĩ thêm về nó sẽ nghĩ được nhiều hơn trần bình an có chút mệt mỏi cũng có chút thả lỏng hắn cứ nằm ở bên bệ cửa sổ nhắm mắt lại ngủ một giấc nơi lòng thanh thản lại chính là quê hương của mình ở quê hương thì chỗ nào mà không chợp mắt được cách đó mấy chục dặm ở miếu thần từ của sông xuân hoa có một ông lão nằm ở đại điện trong miếu thần từ gặm chân gà trên tóc cài một chiếc trâm hoa hạnh mặc quần áo theo hoa trông rất buồn cười bỗng nhiên ông ta giật mình suýt chút nữa đã ném những chiếc đùi gà dầu mỡ lên đầu những khách hành hương trong điện. Tinh quái thủy tộc này năm đó may mắn gặp được một vị quân tử từ thư viện quan hồ khâm điểm, nên mới có thể nhào nặng kim thân, trở thành gian thủy chính thần được hưởng nhan khói của nhân gian. Một người được bay vọt lên, cơ thể biến thành hư vô, xuyên qua nóc đại điện. Lão thủy thần nhìn xung quanh, vô cùng hoảng sợ, cúi đầu và hành lễ bốn phía, run rẩy nói, vị thánh nhân nào đại giá quan lâm đến đây? tiểu thần sợ hãi sợ hãi vô cùng mà thủ phạm chính lại đang tranh thủ lúc nghỉ ngơi đánh một giấc rồi đạo đức là trách nhiệm mọi điều xấu xa đều bị đẩy lùi thần thánh phải nhường đường cho đạo nước sông bên ngoài cửa sổ đang trôi từ thiên cổ xa xôi trần bình an nằm ở bệ cửa sổ hiếp mắt một lúc tinh thần đã thả lỏng được vài phần đây là một chuyện hiếm thấy trần bình an đã rất lâu rất lâu không được ngủ một giấc ngon lành rồi tằng dịch và mã đốc nghi còn chưa trở về trần bình an vẫn thấy hơi lo lắng đúng như dự đoán hắn nhìn thấy lá thư báo tin của chương diệp quay trở lại hồ thư giãn rồi rời khỏi đảo thanh hạp chuyến đi lần này có ải lưu hạ đi vào mai dụ quốc cả quãng đường quả thực cũng lờ mờ nhận ra có người đi theo phía sau từ xa cảnh giới cực kỳ cao che giấu cực kỳ lợi hại sâu đến mức khiến trong lòng của trần bình an chỉ thỉnh thoảng mới có thể cảm nhận được tàng dịch và mã đốc nghi từ đầu đến cuối chẳng hay biết gì trần bình an cũng không vạch trần để tránh bọn họ phải thấp thỏm lo lắng dễ bộc lộ sai sót gây ra những rắc rối không đáng có ngay cả khi đối phương không hề tỏ ra thiện ý hay thù địch nhưng vẫn khiến trần bình an cảm thấy như đang bị gai đâm vào lưng trước kia những tu sĩ ở hồ thư giãn có thể làm được việc này chỉ có trên đầu ngón tay lưu lão thành ở ngọc phát cảnh chẳng cần làm như vậy còn lưu chí mậu đang là nguyên anh cũng sẽ không làm như vậy đại ly tống thị không muốn gây thêm rắc rối hơn nữa trần bình an dù sao cũng là người của đại ly nhóm người của lô bạch tượng đều đã gia nhập lãnh thổ của đại ly ngay cả các quan chức cấp cao của đại ly ngoại trừ thôi sàm cũng đang rục rịch chuẩn bị chẳng hạn như mật thám tâm phúc của nương nương trong cung cũng chắc chắn sẽ không bao giờ có gan can thiệp vào ván cờ ở hồ thư giãn bởi vì đang nằm trong tầm mắt của thôi sàm mà quy tắc quan trọng nhất trong hành động của thôi sàm đương nhiên là những quy tắc của đại ly từ triều đình đến quân phương rồi lên núi hầu như toàn bộ đều do một tay thôi sàm gầy dựng lên trần bình an gần như có thể kết luận rằng người đó là một trong những tu sĩ bên ngoài đến của đảo cung liễu có phải kẻ đứng đầu hay không thì không có khả năng lắm, chuyện ở hồ thư giãn quan trọng và to lớn, nếu không hắn ta sẽ không ra tay trấn áp lưu chí mậu. Điều này đòi hỏi hắn ta phải đích thân trấn giữ đảo cung liễu, vì vậy phải là kẻ đứng thứ hai hoặc thứ ba trong đám đó, đến để theo dõi hắn và chờ đợi cơ hội hành động. Sự may mắn trong cái không may là đối phương không có ý định trực tiếp giết hắn, xem ra hắn ta còn chưa nghĩ ra được kế sách không để lại một chút tai họa tiềm ẩn nào, nhưng một khi ra tay, nhất định sẽ ầm ĩ kinh hoàng. Về vấn đề này, từ sâu trong lòng của Trần Bình An vẫn có chút cảm kích Lưu Lão Thành. Lưu Lão Thành chẳng những không vì thế mà lên kế hoạch, thậm chí cũng không bàn quan đứng nhìn, ngược lại âm thầm nhắc nhở hắn, tiết lộ thiên cơ. Đương nhiên, ở đây còn có một khả năng khác, đó là Lưu Lão Thành đã nói cho đối phương biết về tấm ngọc bài cúng tế trong văn miếu của thánh nhân, tu sĩ bên ngoài cũng đang lo lắng ngọc nát đá tan. Điều này sẽ về cơ bản đã phá hỏng kế hoạch tổng thể của họ đối với Hồ Thư Giảng. Tuy nhiên, trần bình an mơ hồ cảm thấy lưu lão thành là một người tuyệt vời nên khả năng là vế trước sẽ lớn hơn đáng tiếc bây giờ lưu lão thành cũng không phải là người cuối cùng quyết định hướng đi của hồ thư giãn bàn cờ ông ta dày công xây dựng cùng với lưu chí mậu đàm uy nghi cùng với hai thế cờ của lưu lão thành đều hủy hoại trong tích tắc trần bình an phải thừa nhận rằng bàn cờ này suýt chút nữa đã bị người ta lật xuống đất lúc này tô cao sơn chủ tướng của đại ly đang chơi cờ với một nhóm tu sĩ bên ngoài tại hồ thư giãn tất cả mọi người bao gồm cả trần bình an toàn bộ đều phải nép sang một bên nhưng phải nói rằng tất cả cố gắng lao nhọc vất vả đến cuối cùng chỉ là lãng phí thời gian trần bình an lại không nghĩ như vậy có muốn chấp nhận số phận của mình hay không thì cần phải biết số phận của mình rồi mới có thể chấp nhận số phận giống như khi trần bình an muốn gặp tô cao sơn nhưng nhận được câu trả lời khá nga ngược là hai chữ cút xéo vậy đó trần bình an đã có thể bình tĩnh chấp nhận nó bởi vì trong chuyến đi đến thạch hào quốc hắn đã có thể tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, cũng như từ công báo tổng hợp trước đó của đảo Liễu Tự. Trần Bình An dám nói rằng mình cũng tương đối hiểu rõ tính tình của Tô Cao Sơn. Ông ta xuất thân ở hàng tộc, trải qua rất nhiều gian khổ, lấy chiến công hiển hách của mình làm nền tảng cho việc kề dựng bản thân. Loại người nắm giữ địa vị cao này cực kỳ kiên trì, trái tim cũng rắn chắc như đá, tâm cảnh từ lâu đã giống như trái tim vấn đạo của một đại tu sĩ, không thể nói là thôi sàm và tống trường kính chỉ hành động theo mệnh lệnh, cho dù là không thiếu lời răng dạy và chỉ trích, nhưng chắc thật sự trong lòng bọn họ đều sẽ cảm thấy kính trọng với Tô Cao Sơn nhiều hơn một chút. Nhưng chấp nhận số phận của mình, nói cho cùng cũng là một công việc rất khó khăn, bỏ ra công sức nhưng lại chẳng gặt hái được gì, tất nhiên là sẽ phải thất vọng rồi. Điểm này thực ra không khác gì việc chương dịp xuất hiện ở Cốt Lạc Sơn. Trần Bình An muốn đưa tay mò hồ lô dưỡng kiếm để uống một ngụm rượu, nhưng mới chợt nhớ ra mình đã đưa cho Mã Đốc Nghi, đeo nơi thắt lưng người ta rồi, đành ngồi lại vào bàn ngẫm nghĩ rồi dứt khoát lấy những bản chữ mẫu của huyện úy mọc sách kia ra trải từng tờ giấy ra và bắt đầu thưởng thức dù có nhìn như thế nào cũng rất thích thuần thạo liền mạch hào phòng phóng khoáng không kiên kỵ lo sợ chi cái này có khác gì võ phu ra quyền khí thế rúng động lòng người tiếng rồi lùi vạn vật đều hòa hợp với đạo thế này có gì khác so với tiên kiếm ra kiếm đạo lý trên thế gian luôn có những chỗ tương đồng mỗi bản chữ trên đó đều có in một con dấu riêng của huyện úy trẻ tuổi, phần lớn là mỗi bản sẽ in một cái, hiếm khi mỗi bản in hai bản. Một trong những bản chữ có nội dung rất hay, nếu ta dán ở nơi gần nước, chỉ sợ từng chữ sẽ hóa dao mà đi, nếu ta dán để đi đường đêm, chỉ sợ quỷ thần không lối thoát. Có hai con dấu được in liền kề nhau là, ấu dao khí tráng, và, xấu long thần phi. Ấu dao khí tráng, dao long còn nhỏ mạnh mẽ, khỏe mạnh, còn xấu long thần phi là rồng thì gầy yếu, thần thì mập mạp, trong một bức khác, lại lần lượt có ba con dấu được đóng vào trong bản chữ. Trần Bình An có ấn tượng vô cùng sâu sắc với hành động của huyện úy trẻ tuổi lúc đó, khuôn mặt tinh thần phấn chấn như tiên nhân mắc đọa của thư gia, lớn giọng cười đang coi thường vương hầu, gặp một kẻ ngốc, dùng rượu của tiên gia để mua chữ tiên gia của ta, ta vui lắm, vui lắm. Các dấu ấn lần lượt là, khai nguyên, thường thục, và, mặt trì tiên nhân. Trần Bình An cất chúng đi. Sau này nhất định phải cất dấu bảo dưỡng thật kỹ ở Lạc Phách Sơn, tương lai cho dù có ai hỏi, cho dù có đưa ra giá cao đến đâu cũng không được bán, nhất định phải để làm bảo vật gia truyền, nghĩ tới đây, Trần Bình An không khỏi tươi cười vui vẻ. Trần Bình An duỗi eo, hai tay nhét vào ống tay áo, quay đầu nhìn ra con sông. Xưa có một bài thơ hay được trích từ một cuốn sách và khắc trên thẻ tre, một tấm thẻ tre nhỏ bé lại có thể chứa đựng một ý cảnh to lớn đến thế. Lạc một thiên sơn thiên viễn đại, trừng gian nhất đạo nguyệt phân minh. Nông na là trong rừng ngàn vạn cánh lá, khiến cho bầu trời càng thêm to lớn hơn. Trên núi có một con sông, phản chiếu vầng trăng sáng trên bầu trời, khiến nó càng sáng hơn. Cảnh sông tráng lệ bên ngoài cửa sổ bất tri bất giác cũng đã mở mang chí khí của hắn theo cảnh sông tráng lệ bên ngoài cửa sổ bất tri bất giác cũng đã mở mang chí khí của hắn theo. Tề tiên sinh có câu nói rằng chuyện mà ở đảo huyền Sơn ta đã không thể làm được, thì sau khi nỗ lực, bây giờ ta đã có thể làm được rồi. Sau khi Tàng Dịch và Mã Đốc Nghi trở về, Tàng Dịch rất hưng phấn, nói rằng mình thật sự đã gặp được lão thủy thần của sông Xuân Hoa rồi, ông ta cài trâm, mặc quần áo theo, vô cùng hòa đồng, khi gặp bọn họ thậm chí còn cố tình lộ mặt, đích thân đưa bọn họ đi dạo một vòng quanh miếu thủy thần nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha